Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đến kiểm tra tiến độ thực hiện cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao tiến độ triển khai thi công quyết liệt hai công trình, trong đó một số gói thầu vượt tiến độ. Bên cạnh, cũng lưu ý đối với một số gói thầu tiến độ còn chậm. Bộ trưởng lưu ý các đơn vị liên quan cần chú ý đến chất lượng công trình, giám sát chặt chẽ để các công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành đúng tiến độ, tạo động lực phát triển cho vùng Tây Nam Bộ. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 22,97 km đi qua các huyện Bình Tân, Long Hồ, thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Theo thiết kế giai đoạn này, cao tốc có quy mô 4 làn xe, phần đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h với mức đầu tư hơn 4.826 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2023. Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 6,61 km, trong đó cầu chính dài 1.906 km, tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023. Hiện đang triển khai thi công 4/5 gói thầu xây lắp, riêng gói thầu thực hiện thân trụ và kết cấu phần trên nhịp chính dây dăng, kè gia cố bờ sông sẽ triển khai vào tháng 10 năm 2021. Tổng giá trị thực hiện đến nay là 412 trên 1.802 tỷ đồng. Giá trị 4 gói thầu xây lắp đạt 22,86% giá trị, vượt 1,5% so với kế hoạch.